Lúc này tên họ Hàn thể hiện sự khinh bỉ với tiểu phàm. Trong mắt hắn tiểu phàm chỉ như lũ sâu kiến, đúng là ảo tưởng sức mạnh quá mà. Tiểu phàm bên này vẫn không thèm để ý đến lời nói của hắn. Bên dưới tên họ Hàn lại được búp niềm tin cực mạnh từ mấy ông cháu. Hàn tiên sinh mà tham gia minh bảng nhất định phải xếp top đầu. Trước công kích của Hàn ảo tưởng tiểu phàm đỡ nhẹ cái một và nói. Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là, khống hòa thật sự đã si đa còn sông pha đi hiến máu đâu à, hàn ảo tưởng tỏ ra khinh bỉ trước công kích bé bằng quả trứng mà tiểu phàm bắn ra hắn nói chỉ có quả trứng bé tí này thôi à ta bóc ăn luôn nhé ha ha đột nhiên quả trứng bắn tung tóe ra khiến hàn ảo tưởng sợ xanh mắt mặt hắn tái hơn đít nhái từng tia sáng lao thẳng vào người tên họ hàn khiến hắn vô cùng đau đớn sao ngọn lửa trắng này lại nóng hơn cả lửa của hắn lúc này tiểu phàm điều khiển ngọn lửa thành chiếc áo choàng và đeo vào nhìn ngầu lòi đến lúc này rồi mà hàn ảo tưởng vẫn chưa tin mình lại có thể bị lửa làm bị thương nặng vậy, vì chính hắn cũng là người có thể điều khiển những ngọn lửa. Nóng quá hóa ngu hắn ta dồn hết tất cả vốn liếng vào chiêu cuối này, hắn hiến thân thể để lấy được sức mạnh. Cả người hắn rực cháy, đúng là cái khó ló cái ngu mà. Chiêu này chính là lấy tuổi thọ ra thiêu đốt mà. Bây giờ tên hàn ảo tưởng lại đổ hết tội cho tiểu phàm đúng là bét đổ thừa mà. Đã thế lại còn đòi hút máu bên nhà ta chứ. Hắn ta lao về hướng tiểu phàm mà đấm, đấm được một cái lại chuyển qua võ mồm nói tiểu phàm nha ta khá quá thôi anh ơi đấm đi kết thúc đi để tên họ hàn này chém gió nhiều quá hàn ảo tượng lại vận khí đem ngọn lửa đen và đỏ vo tròn lại rồi ném thẳng về phía tiểu phàm và hét liệt diệm minh kình tên chiêu thức cũng bá đạo đó chứ tiểu phàm thì chả thèm để ý vung tay nhẹ cái một suất ra huyền thiên kiếm bay về phía tên họ hàn một con rồng lửa xanh tuyệt đẹp bay về hướng họ hàn khiến hắn vô cùng bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng lại điều khiển chiếc đầu lâu nuốt lấy công kích của tiểu phàm. Hàn ảo tưởng đang cười khoái chí thì chợt hắn nhận ra điều gì đó, hắn đang tái, như đít nhái thì bỗng một tiếng nổ vang trời khiến hắn bị hất văng ra, trên đầu hắn vô vàn kiếm khí chỉ đợi một cái phẩy tay của tiểu phàm. Không để quý vị và các bạn đợi lâu thêm nữa. Tiểu phàm phẩy tay nói, đi bụi đi con chó. Kiếm khí lao xuống như ngừa chỉ nghe thấy tiếng a à á, á của hàn ảo tưởng. Sau khi ăn chọn combo hắn bắt đầu bài ca của kẻ thua cuộc than trách các kiểu nói xong, thì gục xuống. Ở bên này sư phụ hắn đã biết được sự ra đi của hắn. Sư phụ hắn là thiên hoa đang đòi đi báo thù cho hắn bằng được, nhưng bị ngăn cản lại. Bọn họ cho rằng người hại được hàn ảo tưởng không có nhiều, mà phải là cao thủ các tông môn khác. Nếu đi lúc này thì kế hoạch của bọn chúng sẽ bị phá hỏng hết. Nghe đến đây thiên hoa mới lấy lại bình tĩnh. Hắn đã chọn lấy đại sự làm trọng xong đại sự hắn, nhất định phải khiến người hại chết đệ tử chân truyền, của hắn phải nếm mùi của Bạch Môn. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Các bạn đợi tập tiếp theo nha ha ha, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hay cho mình xin một đăng ký kênh và một like để có động lực lực làm tiếp nha.